Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Cô bán từ đầu năm 2021. Cứ mọi người kiểu như là cứ mấy bạn mà đến ăn đấy thì cứ nói là sao cô không lên mạng cô bán này kia đó, thì cô mới nói là cứ thật, cô phải thông tin cô dốt nữa, cô không có lành ba cái đó. Ngay cả nhắn tin có khi cô cũng không biết nhắn, nói thật là như vậy. Ít khi cô sờ vào điện thoại lắm, cứ cả ngày cô không chịu sờ một lần, tại vì cái thời gian nó không có. Thế mấy đứa là cứ bảo là chứ cô cứ lên mạng cô bán đi. Thế thử như là cô lên mạng cô bán thì cô mới thấy được rằng là thời đại bây giờ nó như thế nào. Kệ đi, mình cứ làm đại đi, nếu được thì được, không được thì mình nghĩ. Cô lại nghĩ này, bây giờ mình đi đăng ký ở đâu. Thế là hôm đấy hội phụ nữ phường với thông báo vậy thì con cô nó bảo mẹ cứ đi. Thế cô bảo vậy thôi, cũng như là cơ hội là năm thứ một thì mình cứ đi thử lần coi sao. Dạ rồi, cơ hội lần này là đã tới với cô rồi ạ. Ngày hôm nay thì con đến thăm cô, với lại là cũng thông báo là mình chính thức là học viên của khóa học rồi, để không ai bị bỏ lại phía sau mùa này. Dạ, ở đây cũng sẽ là thông tin của buổi học cô ha. Dạ, con mong là cô sẽ đi học đầy đủ nè. Và mình sẽ có những cái đơn hàng online đầu tiên của cô. Cũng mong là sẽ tổ chức nhiều hơn nữa để như bọn cô được tiếp xúc với công nghệ thông tin chẳng hạn. Dạ. Thích nhất là môn bán hàng. Mình cũng đang là người làm mà, mình đang là người kinh doanh ấy. Thì mình nghe mình cũng hiểu được một chút vào đó, hiểu thêm một chút. Thế nên nhé, làm sao được không nhỉ? Một xe tốt nhất. Cảm thấy là có một cái chỗ dựa để mình làm ăn, có một cái chỗ để mình có thể mình tự tin vào đó để mình làm hàng ăn. Ngày hôm nay thì con đến thăm quán cô một lần nữa và có đi thêm với một người bạn đến từ phòng hỗ trợ đối tác khách hàng trên GoFood. Ngày hôm nay bạn sẽ hỗ trợ cho cái gian hàng của mình được bán online cô nha. Dạ. Đầu tiên thì tụi con sẽ tặng cho cô một món quà. Dạ. Cô có thể mở quà luôn á cô. Mở quà luôn đi cô. Dạ. Món quà này thì sẽ giúp cho cô có thể liên lạc được với các bác tài. Dạ. Và nhận đơn. Dạ, rất là dễ dàng. Cô thích màu này không? Cô vui lắm vì là cô không ngờ là bọn cháu làm như này đâu. Dạ rồi, bây giờ là có điện thoại rồi thì bạn bên GoFood sẽ hỗ trợ cho cô cái bước là lên gian hàng trực tuyến cho mình. Cô ơi, đây là màn hình giao diện GoFood bên con. Thì tất cả các đơn hàng thể hiện sẽ được nằm trên cái giao diện bên GoFood này. Thì khi mà đơn hàng tới thì cô bấm đồng ý thì tài xế sẽ nhận được đơn và tới lấy hàng của cô ha. Trong quá trình sử dụng app thì nếu có vấn đề gì cô cứ liên hệ con. Con là người hỗ trợ cho cửa hàng của mình cô nha. Dạ, cô hiểu rồi. Dạ. Dạ rồi, cô thao tác thử đi, từ từ sẽ quen cô ha. Rồi, con chúc cô là từ nay bắt đầu mình sẽ có được những đơn hàng đầu tiên. Dạ, và chúc cho cô là sẽ có thể món ăn của cô sẽ đến được gần hơn với mọi người đó cô ạ. Rồi, cảm ơn các cháu nha. Trong giấc mơ.